mùi rượu nó chết luôn không được. Tao cho mày đi à? Chó này. Ở nhà. Hôm nay bố mới chết. Chú Nam, chú Nam ơi, cứu tôi với, chú Nam ơi. Bây giờ bố bắt quả tang rồi nhá. Chúng mày ngang nhiên ôm nhau nhá. Nhá. Đêm qua chúng mày đi hú ý với nhau. Giờ về lấy quần áo để đi tiếp. Mày. Anh im đi. Nhìn cái gì? Anh im đi. Mày nhìn đây Hiến. Tàng chứng vật chứng đây. Ông nhìn xem, bà nhìn xem. Quần áo đây. Quần áo đây. Nó lấy để nó đi theo dài đây. Mày cái không? Mày ở cái không? Anh biết. Tôi yêu cầu anh không được vu cáo. Tôi vu cáo à? Tao vừa nhìn hai đứa chúng mày ôm nhau xong. Mày cái không? Mày cái không? Mày mày. Mày. Anh Hiến. Anh Hiến. Anh Hiến. Ai ơi. Ai. Công an anh người. Anh Hiến. Tôi yêu cầu anh ngồi dậy. Anh đừng có ăn vạ. Công an. Anh Hiến. Công an anh người này. Anh Hiến. Anh Hiến. Anh Hiến. Anh Hiến. Anh Hiến. Anh Hiến. Anh Ê, lẹt lẹt lẹt. Càng nét đẹp luôn. Riêng con clip này nhá, em ghim lại. Bao giờ cũng út, lôi ra xem nó sướng. Hả? Nhân. Không nên sướng một mình. Cái này của chú ra tiền này. Là như nào anh? Thông em phát. Anh thấy chú là fan cứng trên mọi mặt trận. Tung con nít này lên, đảm bảo tim nhảy ầm ầm, bão nai luôn. Lích lội như cồn. Vớ vẩn cái bọn bán hàng con nai là phải chạy quảng cáo chú. Chuyện anh không cần phải dạy em. Em đang sẵn lên rồi. Bao giờ mà nó đủ 5k like nhá, em sẽ live stream tường thuật chi tiết cho mọi người. Đấy. Em đừng lệ. Ê Hoài, vào nằm cốc. Hello, nghe đẹp. Mặt chứ. Đi ra. Anh đang bênh em ấy nhá. Bênh gì mà bênh. Đừng tưởng có tí tiền mà làm phiền được thiên hạ nhá. Thích Việt ơi. Sao ôi trời. Ôi, cho anh xin lỗi chuyện hôm trước. Không biết em là em họ của anh Thuận. Không sao. Không biết không có nỗi, không cần xin. Đồ của em đâu? Đây. Bố mẹ mày bảo là lần sau mà anh qua bố mẹ em ấy, thì không cần cầm đâu. Em có chân, em tự đi. Không có này. Tao càng tử tế mày càng nấn nướt đúng không? Xin cho chỗ Nam tử tế thế này giờ trò. Giờ tự no đi thân nhá. Cảm ơn. Em thì còn lạ gì anh nữa. Việc của em tự lo được chưa? Mày sợ thằng Lam đánh giá nên bỏ việc đúng không? Nó có tem để ý gì mày đâu. Ngu, tự dưng lại mua tặng nó hẳn cái giường. Tặng cả giường. Tặng nhiều. Kệ em. Ít ra anh Nam ý cũng tốt hơn gấp vạn lần cái thằng đàn ông khác. Ui giời. Thế thì vẻ như em bị cái vẻ hào nhoáng của nó lừa mắt đi nhỉ. Nam ấy. Xem đi, Nam của em ấy. Đồ tốt như đây thì không để ý. Lại cứ thích đâm đầu mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn. Sáng mắt cho chưa. Cá không ăn cám là cá ươn. Muối cho anh. Ăn gì cho được. Mà công nhận nhỉ, gu của thằng Nam mặn vãi ra cưng nhỉ. Nách đi chứ cái gì nữa. Nách. Tôi cầm mấy người nói láo đấy. Ôi trời, mày làm sao ấy? Mày chết. Con điên này. Thôi. Mày làm sao không? Vợ anh kinh cương lực của em rồi. Vợ anh dán 30k. 120 của tôi ấy ông ạ. 120 đi 120.